chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái đôi giày gấu dễ cưng như thế này nha. Các bạn có thể là đổi màu khác cho bé gái nha các bạn. Cái mẫu này thì chúng ta sẽ hợp cho bé gái cả bé trai luôn. Cho nên là các bạn cứ việc thay màu dễ cưng cho bé gái là chúng ta sẽ có đôi giày cho bé gái. Thay màu men men là chúng ta sẽ được một cái đôi giày cho bé trai nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem tổng quan của cái đôi giày của chúng ta. Ở bên mặt đế này là sẽ là màu xám luôn nè các bạn. Và ở cái phần dưới này sẽ là màu trắng nè. Chúng ta sẽ có một cái điểm nhấn nhất định nha các bạn. Ở dưới này màu trắng thì ở trên đây chúng ta cũng sẽ làm một cái họa tiết gì đó màu trắng để cho nó cân bằng màu sắc hơn nha các bạn. Cái mẫu này khá là đơn giản. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dễ dàng móc nhất có thể nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này và làm cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ phối cái phần đế màu trắng và cái phần thân giày thì là màu xám nha các bạn. Đây, mình sẽ làm hai lớp đế nha. Cái mặt đế ở dưới là màu trắng và cái mặt đế ở trên là màu xám luôn nè các bạn. Thì mình sẽ chập lại hai cái đế gọi là đế đôi nha. Cái phần thân thì mình sẽ sử dụng màu xám và mình sẽ sử dụng một ít màu trắng để làm cái phần khuôn miệng với lỗ mũi nè các bạn. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình hạt mắt nha. Cái này á, nếu mà các bạn không có keo dán cũng không có cái hạt mắt này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái lem màu trắng để các bạn sẽ tạo mắt cũng như là mũi và miệng nha các bạn. Cái này nó rất là đơn giản. Các bạn nếu không có keo dán thì mình cũng sẽ yên tâm, mình sẽ móc được cái đôi giày gấu này bằng len tất cả luôn nha các bạn. Và kim móc á, thì chúng ta sẽ sử dụng kim móc hai đầu số 3-4 nha các bạn. Đây, mình sẽ sử dụng đầu số 4 nè để mà mình móc. Thì cái đầu số 4 á, nó sẽ lớn hơn sợi len một tí nè các bạn. Thì sợi len này là khoảng 2mm, còn cái này là khoảng 2.5 nè các bạn. Nó sẽ giúp cho cái đế giày và cái thân giày á, nó sẽ cứng cáp hơn một tí nha các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm hai hạt nút nè. Hai hạt nút cho một đôi nha. Với lại kim chỉ may nữa, kéo cắt len, kim khâu len nữa là xong. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình hai mặt đế trắng và hai mặt đế xám nha. Và cái size hôm nay mình móc sẽ là size 11cm. Ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn móc một cái mặt đế dày rất là cụ thể và rõ ràng, chia mũi móc cho các bạn từ sơ sinh cho tới 14-15 tháng nè các bạn. Thì các bạn sẽ dựa vào cái chiều dài bàn chân bé để mà các bạn khởi tạo móc xích. Cái này mình sẽ để cái link hướng dẫn ở dưới cái phần mô tả, các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới phần mô tả hoặc là các bạn có thể là dạo quanh cái mục video của Mimi Handmade để mà các bạn tìm cái clip móc mặt đế này nha. Hàng thứ nhất móc như thế nào, hàng thứ hai như thế nào và hàng thứ ba như thế nào mình đã có ghi cho các bạn và cũng như là đã hướng dẫn cho các bạn móc. Mình tin rằng với cái clip này thì các bạn sẽ móc được cái mặt đế rất là dễ dàng và giúp cho chúng ta có một cái đôi giày thật là xinh xắn và nó đứng phơm nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ nhìn xuống phía dưới phần mô tả nha. Ở đây mình đã móc sẵn một chiếc với cái dây quai là bên trái rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ tạo thêm một chiếc nữa bên phải và hai chiếc chúng ta sẽ móc giống nhau hết, chỉ là tạo cái dây quai khác nhau thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tăng size cũng như là giảm size như thế nào nha. Đối với cái size mà 11.5 trở về á các bạn, 11.5, 11, 10.5, 10, 9.5, 9 á, thì các bạn sẽ móc tương tự như mình nha. Chúng ta sẽ móc là 3 hàng nửa kép như thế này. Sau đó là lên 2 hàng nửa kép nữa nha các bạn. Nếu mà cái size mà 9 với 9.5 á, các bạn có thể là sử dụng 4 hàng nửa kép thôi cũng được nữa. Còn cái size mà 12 trở lên thì các bạn sẽ tăng hàng cho mình. Ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng là nếu mà các bạn 12cm á, trở lên á, thì các bạn sẽ móc là ở chỗ cái hàng này có thể là
mũi móc kép ha, mũi móc kép và mũi móc kép luôn nha các bạn. Ba hàng này chúng ta sẽ sử dụng mũi móc kép hết. Rồi tới hai hàng này thì các bạn cũng sẽ sử dụng mũi móc kép luôn cho mình. Thì chúng ta sẽ có là 5 hàng mũi móc kép nè. Còn nếu như mà các bạn thấy mũi móc kép của các bạn cao quá thì các bạn có thể là sử dụng mũi móc kép ở hàng này. Chúng ta sẽ sử dụng cái mũi nửa kép thay cho cái mũi móc kép á. Ví dụ như hai hàng mũi nửa kép và một hàng mũi móc kép. Như thế nha các bạn. Còn ví dụ như các bạn cảm giác như mà cái này á, nó không có được cao quá thì các bạn cứ lên thêm một hàng nữa cho mình. Rồi các bạn sẽ tạo cái dây quai nha. Cái này dày á, khi mà mình móc á, các bạn sẽ rất là dễ. Vì các bạn có bé bên cạnh á, các bạn sẽ ốm thử và mình sẽ móc nha các bạn. Rồi chúng ta móc đạt cái tới cái chiều cao mà vừa với cái cùm chân của bé là được. Còn ở phần này thì các bạn, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc mặt gấu này nè. Thì các bạn sẽ dựa vào cái size giày của các bạn mà các bạn ốm thử. Ví dụ như 13 mũi nửa kép của mình nó quá nhỏ so với cái đôi giày 13cm, 14cm thì các bạn có thể là thay là mũi kép đơn bình thường nha các bạn. Thì chúng ta phải tự biết luân chuyển để mà vừa cái mặt gấu này. Rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ theo dõi kỹ càng khi mà mình hướng dẫn là các bạn sẽ làm được nha. Bây giờ mình đã có hai cái mẫu mặt đế rồi nè. Nếu như mà các bạn không thích màu trắng ở phía cái phần dưới nè, màu trắng ở phần dưới, thì các bạn có thể là móc cho mình bốn mặt đế màu xám này hoặc là màu nào mà các bạn yêu thích nha. Bây giờ chúng ta sẽ chụm đưa hai cái mặt phải ra ngoài, đưa hai mặt phải ra ngoài, đưa mặt trái vào trong nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốm nó vào cho song song cái mũi móc với nhau là được nha các bạn. Đây, như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ đưa kim móc qua. Mình sẽ làm ở dưới cái góc giày nha các bạn. Các bạn sẽ lấy cái len màu trắng cho mình để nó tiệp màu với cái phần ở dưới nè các bạn. Chưa ra một cái đoạn len này cho mình để chúng ta một lát nữa chúng ta dễ cái vàng mà chúng ta khâu len nha. Rồi bây giờ các bạn kéo len qua, đâm kim vào cái chân móc kế bên đó các bạn. Rồi đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới màu trắng nữa. Nó song song chân móc là với nhau nè. Các bạn kéo len qua nha và thực hiện cho mình một mũi dời. Tiếp tục các bạn lại đâm kim qua cái chân móc đầu tiên của cái mặt đế màu xám. Đâm kim xuống phía chân móc của mặt đế màu trắng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo len qua, móc một mũi dời, mũi trượt đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn lại tiếp tục đâm kim chân kế tiếp và đâm kim xuống song song với mặt trắng và mặt xám, tạo những cái mũi trượt cho mình đến cuối hàng luôn nha. Đây, các bạn sẽ tạo cho mình. Các bạn để ý lúc mà các bạn tạo cái mẫu mặt đế, các bạn tạo 4 đế thì chúng ta sẽ cùng mũi móc nha các bạn, để cho khi mà chúng ta ghép lại như thế này nè, nó sẽ bằng phẳng với nhau. Ví dụ như các bạn móc cái size này là 13 mũi móc xích, mẫu đế này là 13 mũi móc xích đi, thì các bạn cái mặt đế khác á, các bạn cũng phải móc là 13 nha. Chứ nếu mà các bạn móc 12 hoặc là 14 á, cái khi chúng ta nối lại như vậy nè, cái nó dư ra hoặc là nó thiếu á. Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo những mũi trượt để chúng ta gom hai cái mặt đế này lại thành một và gặp nhau ở cái điểm cuối cùng này nha các bạn. Mình đã móc tới cái điểm cuối rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc vào đây luôn nha. Móc vào cái điểm cuối luôn đi, để mà một lát nữa chúng ta dễ dàng móc, tạo một mũi trượt ở điểm cuối. Rồi các bạn sẽ kéo lên một móc xích, kéo lên cái phần len. Rồi các bạn cắt len nha. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len, xỏ cái len này qua nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè các bạn. Đây, chân móc kế bên này nha. Các bạn đưa cái len xuống để chúng ta tạo một cái chân móc ở đây nè.
và các bạn sẽ cột cái phần màu trắng này lại đi, cột thắt nó lại, cột xong rồi á, các bạn sẽ đưa dấu mỗi cộng á vào hai bên cho nó chắc lại nha các bạn. Các bạn giấu cái phần len bên đây luôn đi, cái phần len bên kia một lát nữa mình luồn lại mình giấu một lần nữa, tại nãy mình thấy nó bị xuất len ra rồi đó các bạn. Rồi cái này các bạn giấu thêm rồi các bạn sẽ cắt hai cái cọng len này nha. Bây giờ chúng ta đã có được một cái mặt đế gồm hai lớp đế như thế này nè các bạn. Bây giờ ở dưới cái phần gót chân á thì các bạn sẽ đâm kim móc vào một cái chân móc bất kỳ nha các bạn. Ví dụ như là mình sẽ đâm kim móc vào cái chân móc màu trắng ở chỗ cái hàng này đi, các bạn sẽ đâm kim ở đâu cũng được hết á. Ở phần gót giày thì chúng ta sẽ giấu được cái phần kết hàng. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu xám qua cho mình nha. Kéo cái len màu xám qua, móc lên cho mình một móc xích nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc mình vừa kéo len đó, móc một mũi nửa kép. Móc một mũi nửa kép nha các bạn. Sau đó là các bạn sẽ kéo cái này lại nè. Đó. Rồi bây giờ cái chân móc kế bên đó các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc màu trắng cho mình nha. Chân móc màu trắng này. Các bạn nẹp luôn cái phần màu xám thừa này. Rồi bây giờ các bạn sẽ kéo len qua, móc cho mình một mũi nửa kép. Tiếp tục cái chân kế bên, các bạn lại móc cho mình một mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc toàn bộ cái hàng móc này là mũi nửa kép nha các bạn. Còn một cái chân móc cuối cùng của cái hàng móc này, chúng ta cũng sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Và chúng ta sẽ kết hàng nha các bạn. Đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta kết hàng xong hàng thứ nhất của cái phần thân giày. Các bạn móc lên cho mình một móc xích, quấn lên một vòng, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai, một mũi nửa kép. Chân móc thứ ba, một mũi nửa kép. Các bạn sẽ làm liên tục cho mình những cái mũi nửa kép tới cái chân móc này nè các bạn. Đây là cái cụm 7 mũi nè các bạn. Cụm đầu tiên của cái cụm 7 mũi ở cái phần mặt đế. Cái cụm đầu tiên ha. Các bạn sẽ chích ra một cái mũi móc kép này. Ở cái cụm đầu tiên này nè, chích ra một cái mũi móc kép này và một cái mũi móc kép kế bên á. Tức là chúng ta sẽ giống thẳng lên đây nè. Chúng ta sẽ chụm cái chân móc này và cái chân móc này lại thành một chân móc. Tương tự ở bên đây, chúng ta cũng sẽ chụm song song nè các bạn. Đây là cụm 7 mũi cuối cùng nè các bạn. Thì ở đây ta cũng sẽ chích ra một cái chân móc mũi kép này cộng với một cái chân móc mũi kép này mà chúng ta sẽ giống lên nè. Đây, từ cái chân móc này chúng ta giống lên là cái chân móc này nè. Chúng ta sẽ chụm cái chân móc này và cái chân móc kế bên này lại thành một chân. Thì cái hàng thứ hai chúng ta sẽ chụm hai điểm như thế thôi. Hàng thứ ba thì chúng ta mỗi chân móc chúng ta sẽ móc là mũi nửa kép, không có chụm gì nữa hết. Hàng thứ nhất chúng ta móc nguyên chân móc, hàng thứ hai chúng ta sẽ chụm ở bên đây một mũi, chụm bên đây một mũi, tức là giảm được cái hàng này chúng ta sẽ giảm hai mũi ở chỗ cái mũi dày nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc những lần lượt những cái mũi nửa kép đến cái điểm mà mình đã hướng dẫn cho các bạn đó. Bây giờ mình sẽ móc cùng các bạn luôn nè. Móc những cái mũi nửa kép nha các bạn. Những cái size lớn hơn mình móc mũi kép đơn bình thường và chúng ta cũng sẽ chụm như thế. Chụm ngay cái điểm đó là được nha các bạn.
về cho cái đôi giày của chúng ta nó không có bị bè ra. Mình sẽ chụm hai bên như thế để trông nó thẩm mỹ hơn á các bạn, với lại nó ôm cái chân của bé. Rồi bây giờ tới chưa ta? Tới luôn rồi nè các bạn. Đây, cái chân móc này nè, giống thẳng lên đây là cái chân móc này. Vậy thì chúng ta sẽ quấn len một vòng lên kim nè, đâm kim vào cái chân móc này, kéo len qua. Vì đây là mũi nửa kép cho nên chúng ta sẽ giữ 3 vòng len trên kim như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ quấn len một vòng, đâm kim vào cái chân móc kế bên á, các bạn sẽ kéo len qua. Chúng ta đã được 5 vòng len trên kim nè. Chúng ta kéo qua hết một lần luôn nha. Tức là đây là chụm của mũi nửa kép. Còn nếu mà các bạn sai của các bạn là mũi móc kép thì chúng ta sẽ chụm như thế này. Các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào chân móc này, kéo len qua. Kéo len qua 2 vòng. Sau đó là các bạn sẽ giữ nguyên 2 vòng len trên kim như thế này. Các bạn quấn len tiếp tục một vòng, đâm kim vào chân móc kế tiếp, kéo len qua và kéo len qua 2 vòng. Sau đó được 3 vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Như thế nha các bạn. Còn ở đây mình thực hiện là mũi nửa kép, cho nên là mình sẽ làm quấn len một vòng, đâm kim, kéo len qua được 3 vòng, giữ nguyên. Quấn len một vòng, đâm kim vào trong móc kế tiếp, kéo len qua được 5 vòng len, kéo len qua hết luôn. Rồi, tiếp tục trong móc kế bên, mình sẽ móc những cái mũi nửa kép tới cái điểm đối diện với cái điểm này nè các bạn. Đây, đối diện, mình sẽ giảm ở bên cái điểm này nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng móc tới cái điểm đó. Rồi sau đó là các bạn sẽ tự móc đến cuối hàng. Rồi các bạn kết hàng, các bạn lên hàng thứ 3. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình mỗi mũi nửa kép như bình thường nha. Rồi xong hàng thứ 3 chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần mặt gấu này. Rồi trang trí trước, sau đó mình sẽ gáp cái phần mặt gấu đó vô. Và mình tạo cái dây quai ở đằng sau nữa là xong. Cái mẫu này rất là đơn giản, chỉ là tốn công là mình làm đế đôi thôi. Còn nếu mà các bạn mà có mặt đế thì chúng ta sẽ làm một đế thôi, một chiếc giày thì một đế thôi, rồi chúng ta sẽ dán cái đế chống trơn vào nữa là xong nha các bạn. Bây giờ chưa tới cái điểm chụm nè các bạn, còn một chân móc nữa nè. Cái điểm chụm là cái điểm mà cái chân móc là kế bên này các bạn. Đây, cái chân móc kế bên này nè. À, chân móc kế bên này là nó nằm ở đây rồi. Vậy chúng ta sẽ bỏ ở đây nè. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái chân chữ V này nè, các bạn sẽ giống lên và nó nằm ở đây nè. Thì chúng ta sẽ chụm cái chân móc đó với cái chân móc kế bên. Quấn len một vòng, đâm kim, kéo len qua được 3 vòng. Quấn len một vòng nữa, đâm kim, chân móc kế bên, kéo len qua. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục tạo những cái mũi nửa kép đến cuối hàng, kết hàng và lên hàng thứ 3 luôn nha các bạn. Bây giờ mình đã đến cái mũi móc cuối cùng ở cái hàng thứ 3 rồi nè các bạn. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua, móc lên một móc xích và chúng ta sẽ cắt cái đoạn len này. Để len ngắn thôi các bạn, một lát nữa mình sẽ giấu len vào trong cái mũi móc, tại vì mình còn hai hàng nữa. Rồi bây giờ chúng ta đã được một cái form dài như thế này rồi nè các bạn. Đây, cái form dài như thế này nha. Các bạn sẽ điều chỉnh nó lại. Đó, các bạn sẽ vuốt nó cho nó thẳng hàng lại nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái mặt gấu này nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đối với cái size này của mình nè, thì mình sẽ làm 3 hàng là mũi nửa kép hết. Còn nếu mà nhỏ hơn mình thì làm hàng đầu tiên có thể là mũi móc đơn, hàng thứ hai là mũi nửa kép, hàng thứ ba là mũi nửa kép. Hoặc là các bạn có thể là giảm cái phần mũi nửa kép này xuống lại cho nó nhỏ lại, thì cái mặt gấu này nó sẽ nhỏ lại. Còn các bạn muốn nó to hơn thì các bạn sẽ tăng cái mũi móc nhiều hơn
Mình ví dụ ở đây của mình là 13 mũi nửa kép ở cái vòng tròn ma thuật nè, các bạn sẽ quấn len một vòng cho mình nha, quấn len một vòng như thế này, sau đó các bạn đưa kim móc vào, các bạn kéo len qua, xong các bạn móc lên cho mình hai mũi móc xích luôn đi, hai mũi luôn nha các bạn. Rồi các bạn sẽ quấn len một vòng, đâm kim vào cái vòng tròn này nè, kéo len qua nha, và tạo cho mình một mũi nửa kép trước nè. Bây giờ chúng ta đã có được một mũi nửa kép. Mình sẽ tạo thêm 12 mũi nửa kép nữa vào cái vòng tròn này. Thì các bạn có thể là luân chuyển nha. Để cái mặt gấu á, nó được bằng phẳng, thì các bạn sẽ tạo cho mình là cái số mũi lẻ. Ví dụ như là 9 nè, 11 nè, 13, 15. Thì cái mặt gấu nó sẽ ngang bằng. Giống như là mình hướng dẫn nón cho các bạn đó các bạn. Thì có khi là mình sẽ móc 12 để cho nó sẽ ốp như vậy. Có khi mình hướng dẫn cho các bạn là móc 13 là nó sẽ ngang qua như vậy. Có khi là 15, 15 thì nó cũng sẽ ngang. Vì vậy là các bạn sẽ móc cái mũi số lẻ thì nó sẽ ngang nha. Còn nếu mà số chẵn á là nó sẽ cúp lại, có cái phần cúp lại. Rồi các bạn sẽ tự xuân chuyển ở chỗ cái phần cái mũi móc đầu tiên này nè. Có thể là mũi móc đơn, mũi nửa kép hoặc là mũi móc kép. Các bạn làm sao mà cho ra được cái vòng tròn vừa với cái đoạn này nè các bạn. Các bạn sẽ ốm thử cho mình nha, vừa với cái chỗ đoạn này nè, để mà chúng ta gáp vào vừa với cái đoạn này. Đó, từ đây qua đây nè, vừa cho mình là được nha. Không cần biết các bạn sẽ móc bao nhiêu mũi và sẽ móc là bao nhiêu cái móc cái mũi gì, chỉ cần bằng là được á các bạn, bằng để chúng ta gáp lại thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc thêm 12 mũi nửa kép nữa vào cái vòng tròn này nha. Coi như là 2 rồi nè, 2 3 4 5 6 7 8 9. Kéo nó nhỏ lại xíu nè các bạn. 10 11 12. Rồi cái mũi cuối cùng nè các bạn, 13 nè. Bây giờ các bạn sẽ gấp nó lại nha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, kéo len qua, tạo một mũi trượt để kết thúc cái hàng thứ nhất của cái vòng tròn này. Bây giờ chúng ta sẽ lên hàng thứ hai nha. Hàng thứ hai thì chúng ta sẽ tăng size y gan như là nón vậy đó. Chúng ta sẽ móc lên hai mũi móc xích luôn nè. Một mũi thôi các bạn, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, các bạn móc hai mũi nửa kép cho mình. Chân móc thứ hai, hai mũi nửa kép. Tổng cộng cái hàng thứ hai này chúng ta sẽ có là 26 mũi nửa kép. Các bạn sẽ móc những cái chân móc này đến cuối hàng, mỗi chân móc là hai mũi nửa kép. Bây giờ mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua nè, tạo một mũi trượt lên cái hàng thứ ba các bạn. Lên cho mình một móc xích nè, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Chân móc thứ hai, hai mũi nửa kép cùng một chân móc. Chân móc thứ ba, một mũi nửa kép. Chân móc thứ tư, hai mũi nửa kép. Thì cái cơ chế tăng size của nó sẽ là 1, 2, 1, 2, 1, 2 đến cuối hàng nha các bạn. Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này nè. Rồi chúng ta sẽ giữ nguyên như thế này nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên, cái chân móc thứ hai nè, đâm kim vào cái chân móc thứ ba các bạn. Các bạn quấn lên một vòng trên kim cho mình nha. Đâm kim vào cái chân móc thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi nửa kép cùng một chân móc. 2 3 4
5 và mũi cuối cùng này các bạn, 6 mũi nữa kép nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái chân móc này, bỏ qua chân móc này, đâm kim vào cái chân móc thứ ba, các bạn sẽ móc một mũi dời. Rồi bây giờ chúng ta đã có được một bên tay gấu như thế này rồi nè các bạn. À hồi nãy quên ốm thử cho các bạn xem. Đây, khi mà chúng ta móc xong á các bạn, thì chúng ta sẽ được, hồi nãy mình móc xong là mình sẽ như thế này ha. Đây, khi các bạn ốm vô thử nè, nó sẽ vừa với cái đoạn này. Là một lát nữa khi mình tạo hai cái lỗ tai á, mình quay lại như thế này nè, thì mình nối vào á các bạn, nó sẽ hợp lý nha. À, các bạn cứ so như vậy cho mình trước, các bạn thấy vừa đủ rồi nè, thì các bạn sẽ canh chỉnh sao cho mũi móc. Chúng ta có thể là phối hợp mũi móc đơn, mũi nửa kép, mũi móc kép, hoặc là mũi móc đơn, mũi nửa kép và mũi nửa kép. Còn thôi là ba mũi, ba cái hàng này là mũi nửa kép như mình, nhưng mà có thể là thay là 11 mũi nửa kép, hoặc là 13 mũi nửa kép, hoặc là 15 mũi nửa kép, muốn nó to hơn. Như vậy ha các bạn. Cái này là mình hướng dẫn cho các bạn như vậy thì nó sẽ rất là dễ, các bạn sẽ dễ móc. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi cho mình nè. Trượt mũi vào cái chân móc kế bên. 1 nè, 2, 3, 4. Các bạn sẽ trượt 4 mũi nha. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ một cái chân móc đầu tiên này, chân móc thứ hai, đâm kim vào cái chân móc thứ ba này nè các bạn. Đâm kim vào cái chân móc thứ ba nha. 1 2 3 quấn lên. Các bạn đâm kim vào đây, móc cho mình 6 mũi nửa kép. 2 3 4 5 và 6 nè. Rồi bây giờ chúng ta lại đếm nè. 1 2 3. Trượt mũi vào cái chân móc thứ ba này. Các bạn tạo một mũi trượt cho mình. Rồi bây giờ chúng ta đã có được hai cái tay gấu rồi nè các bạn. Hai cái tay gấu như thế này. Rồi các bạn sẽ móc lên một móc xích chốt lại luôn đi các bạn. Rồi chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len dài nha. Để mà chúng ta khâu lại cho thoải mái á các bạn. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này qua. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, nếu như các bạn không có cái hạt, hai hạt mắt này, không có keo dán, thì các bạn sẽ lấy cái kim khâu len cho mình cắt cái đoạn dây màu trắng đó các bạn. Cắt ra một đoạn này đi. Vì mình làm theo yêu cầu của khách đó các bạn, cho nên là mình sẽ làm như thế này nha. Còn nếu như các bạn không khoái thì các bạn sẽ đâm kim như nè. Đâm kim móc từ dưới lên. Đây mình sẽ tạo con mắt trước. Tạo mắt cười đi các bạn. Bên đây là chúng ta đã được một con mắt rồi nè. Rồi các bạn lại tạo bên dãy bên đây đi, một con mắt nữa. Mình sẽ tạo trước, mình sẽ dán trước hết nha các bạn. Rồi ở chỗ này nè các bạn, các bạn sẽ tạo cái tam giác cho mình. Đâm kim vào giữa luôn đi các bạn. Kim vào chỗ này luôn đi nè. Đó. Rồi các bạn đưa kim móc qua đây. Sau đó đưa kim móc lại. Rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái điểm giữa này nè. Các bạn đưa cái len này qua. Rồi đưa qua bên đây. Các bạn để ý mình đâm kim nha. Rồi các bạn sẽ làm vậy đó cho nó dễ. Tại vì này hướng dẫn cho các bạn thôi.
Rồi các bạn sẽ làm sao, sẽ đâm kim sao cho cái này nó bít cái màu trắng đi. Sau đó nha, sau đó là các bạn sẽ đưa cái cuối cùng luôn nha, đưa cái cọng len màu trắng này nè xuống phía, trời ơi đây nè. Bây giờ mình demo cho các bạn cái này đi. Đó, khi mà các bạn bít cái màu trắng này rồi nha, thì các bạn sẽ đâm kim từ cái chỗ này nha, từ cái điểm này nè xuống phía dưới này đó. Rồi các bạn sẽ tạo hai cái khóe miệng cho mình nữa là xong. Muốn khóe miệng nhỏ thì mình làm nhỏ, muốn khóe miệng to thì các bạn dời lên cho mình thêm một cái nữa. Còn thôi là đơn giản như thế này thôi. Cái này nó các bạn có thể là thay lên màu đen cũng được á các bạn. Thay lên màu đen, nhưng mà sợ màu xám với màu đen nó bị chìm á, cho nên mình làm màu trắng này cho các bạn nè. Thì các bạn có thể là phối cái màu khác cũng được nữa. Cái này là nó bít cái len lại rồi thì nó sẽ trông đẹp hơn nha các bạn. Rồi như vậy là chúng ta đã được một cái mặt gấu. Mà cái này mình nghĩ là tạo cái rãnh miệng cho nó to hơn đi nha các bạn. Mình thấy cái rãnh miệng mình tạo này nó xấu quá. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ hai con mắt. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo cái màu trắng với màu đen này khi mà các bạn có cái keo nến nha. Các bạn sẽ lấy cái len màu trắng cho mình nha. Và chúng ta cũng sẽ tạo một cái vòng tròn ma thuật trước nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn. Đưa cái kim móc qua cái vòng tròn này, kéo len qua. Các bạn sẽ móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào vòng tròn này. Các bạn móc 9 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Xong các bạn sẽ kéo cho nó nhỏ nhỏ lại nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc thêm cho mình vào đây một mũi nửa kép và một mũi móc đơn. Các bạn sẽ kết hàng nè. Các bạn kéo nó chặt lại đi. Rồi chúng ta sẽ kết hàng vào cái chân móc đầu tiên. Vào cái chân móc đầu tiên này, kéo len qua, tạo một mũi trượt. Các bạn móc lên một móc xích này, kéo cho nó chặt lại luôn nha các bạn. Thì chúng ta sẽ được một cái form như thế này nè các bạn. Chúng ta sẽ cắt cái phần len này đi. Mình sẽ dán, mình không có khâu bằng len nha các bạn. Các bạn đưa cái này vào trong cái mũi móc. Rồi cái này các bạn cũng sẽ giấu luôn nè. Mình đã kéo nó chặt rồi thì mình mới giấu nha các bạn, để thôi nó hở là không đẹp á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt cái đoạn này đi. Nãy quên hướng dẫn cho các bạn lấy cái một ít len màu đen nữa. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái phần len màu đen này nha. Một ít thôi à. Các bạn lấy cái kim khâu len đi, xỏ cái len màu đen ra để mình tạo cái mũi với miệng á các bạn. Cái mặt tròn này nè, cái mặt tròn này mình sẽ để ở phía dưới. Còn cái ở trên đây, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chỗ này.
vào cái điểm cái mũi móc đơn với mũi nối kép nè các bạn. Rồi các bạn kéo qua như vậy đi. Rồi. Sau đó là chúng ta sẽ đưa nó xuống cái rãnh này nè. Đưa qua đưa lại nha các bạn, để chúng ta tạo một cái tam giác. Giống như hình cái trắng hồi nãy á, mà mình hướng dẫn cho các bạn đó. Là mình sẽ tạo tương tự như thế này nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim xuống phía dưới này đi. Sau đó là chúng ta đâm kim lên một lần nữa cho nó chắc á các bạn. Rồi ở đây nếu mà các bạn không có thích cái khóe miệng cười á, thì chúng ta sẽ làm đơn giản như thế này. Còn nếu mà chúng ta thích á, thì chúng ta sẽ tạo nè. Đó, đâm kim qua bên chỗ này. Rồi các bạn sẽ đâm kim ngược lại về đây. Sau đó là đâm kim lên cái chỗ này. Rồi cái miệng thứ hai này nó to quá các bạn. Đây. Rồi điều chỉnh đó. Rồi chúng ta đã được một cái form mũi với miệng như thế này nè các bạn. Chúng ta sẽ điều chỉnh rồi chúng ta mới dán nha. Rồi giấu cái phần len này đi. Cắt len luôn đi các bạn. Rồi chúng ta đã được một cái rãnh như thế này. Rồi chúng ta sẽ dán trước luôn nha các bạn. Các bạn sẽ dán cái phần này và hai con mắt trước vào đây. Con mắt thì chúng ta sẽ dán điểm này và điểm này. Và miệng thì chúng ta sẽ dán ở cái vùng trung tâm này. Khoảng cách của nó là ở hàng thứ hai nè. Chúng ta sẽ để trống cái hàng thứ ba cho nó đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nối vào trong cái phần này nha. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len cho mình. Xỏ cái len này qua. Đây các bạn. Các bạn chỉ cần ốm vào như thế này thôi nè. Đây, ốm vào như thế này. Thì các bạn sẽ biết được cái điểm đầu tiên của mình. Cái điểm đầu tiên của mình. Nè. Ốm như gì cho mình nha. Điểm đầu tiên sẽ là cái mũi móc này. Cái mũi móc này các bạn kéo len qua như vậy là xong rồi đó các bạn. Mình không có cần đếm gì chân, mình chỉ cần ốm qua như thế thôi nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, chân móc kế tiếp ở hàng phía dưới này nè, và nửa cái phần chân móc ở cái mặt gấu, nửa phần chân móc đầu tiên á, các bạn kéo len qua như vậy cho mình. Rồi cút chặt nó lại nha các bạn. Tiếp tục các bạn lại đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới á, và nửa cái chân móc của cái phần mặt gấu, các bạn sẽ kéo cái len này qua. Các bạn sẽ nối lại giống như là túi tỏi vậy đó các bạn. Nó giống hệt như mình nối túi tỏi à. Bạn nào đã quen làm túi tỏi rồi thì cái này nó dễ nè các bạn. Các bạn sẽ làm cho mình những cái chân móc này và nửa cái chân móc của cái phần mặt gấu. Các bạn sẽ làm như vậy tới cái điểm đầu tiên của cái phần lỗ tai nha. Rồi, các bạn sẽ làm tới cái điểm đầu tiên của cái phần lỗ tai bên đây. Cái điểm cuối cùng của cái phần đây, cái điểm này tới đây sẽ là cái điểm cuối cùng. Cũng là cái điểm đầu tiên của phần lỗ tai mà hồi nãy mình tạo đầu tiên nè. Đây các bạn, mình đã làm tới cái điểm cuối cùng. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một vài cái thắt lại ở chỗ cái cuối cùng này các bạn. Rồi xong rồi nha. Các bạn sẽ luồn
kim móc nè, xuống phía dưới này đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc luôn. Giấu ngoài này luôn cũng không sao đâu các bạn, nó tiệp màu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần len này nha. Đó, chúng ta đã có được một cái form như thế này nè các bạn, rất là xinh luôn. Lúc mà mình làm cái chiếc này nè, chưa có dán máy khăn mắt, mình nối cái này trước nè, mình thấy cũng rất là dễ thương rồi. Không có cần trang trí luôn mà nó cũng rất là dễ thương luôn á các bạn. Thì các bạn có thể là tùy chọn nha. Các bạn có thể là để nó chấm không cũng được, hoặc là trang trí gấu hay là trang trí mèo gì cũng được. Chúng ta sẽ thay cái phần cái lỗ tai nè. Cái lỗ tai này nó hơi tròn thì chúng ta sẽ trang trí gấu là nó hợp lý. Còn nếu mà mèo thì các bạn sẽ làm cái lỗ tai nó hình tam giác các bạn, thì nó sẽ đẹp hơn. Ở đây các bạn sẽ lấy cho mình cái màu xám nữa đi, rồi mình hướng dẫn cho các bạn tạo cái phần gót giày thêm. Đây các bạn, ở chỗ phần này nè, các bạn sẽ đếm từ đây nha, 1 2 3 4 5, các bạn sẽ bỏ qua 5 cái chân móc này. Ở bên đây các bạn cũng sẽ bỏ 5 cái chân móc cho mình nha. Thì chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 6, 1 2 3 4 5 nè, đâm kim vào cái chân móc thứ 6 nè. Các bạn sẽ kéo cái phần len màu xám qua, các bạn sẽ móc lên cho mình một móc xích, đâm kim vào cái chân móc mình vừa kéo len, các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Các bạn sẽ kéo nó lại như thế này, đâm kim vào chân móc kế tiếp, các bạn móc một mũi nửa kép. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc những mũi nửa kép đến đến cuối hàng nha các bạn, chừa ra 5 chân móc cuối cùng cho mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc đến cuối hàng và chừa lại 5 chân móc. Mình đã móc tới cuối hàng và mình còn chừa lại 5 chân móc bên đây nè các bạn. Thì mỗi cái size thì chúng ta nó có sẽ có cái chiều dài nó khác nhau. Vì vậy cái size này thì mình chừa 5 chân móc, size nhỏ hơn các bạn có thể là chừa cho mình ít chân móc hơn. Size lớn hơn thì các bạn có thể là lùi lại 6-7 chân móc gì đó nha các bạn. Chỉ cần chỗ này nè chứa được cái cùm chân của bé, rồi mình sẽ tạo cái dây quai để mà mình cài vào. Nó rất là đơn giản, vì cái mặt gấu này nè nó đã ở nửa cái bàn chân của bé rồi, cho nên là thoải mái, không có bị giống như là nó xuất ra các bạn. Rồi khi các bạn móc đến cuối hàng, các bạn sẽ móc lên một móc xích, kéo và cắt len nè. Mình làm hàng mặt phải cho nên là mình cắt len nha các bạn. Lát nữa tới đây mình sẽ giấu cái phần len này vào trong mũi móc luôn nè, nó rất là đơn giản. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái dây quai bên phải giống như cái chiếc này nha. Các bạn sẽ đâm kim từ đây nè, từ cái chân móc đầu tiên này, từ chân móc đầu tiên này các bạn sẽ kéo cái phần len màu xám qua. Các bạn sẽ móc lên cho mình 16 mũi móc xích, kéo cái phần len màu xám qua 16 mũi móc xích nha các bạn. Xong sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích nữa, các bạn sẽ đâm kim vào chân móc thứ 16, các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Những cái chân móc còn lại tới đầu hàng này các bạn sẽ móc tổng cộng là 16 mũi nửa kép. Rồi chúng ta sẽ tới đầu hàng, chúng ta sẽ đâm kim vào những cái chân móc còn lại, những cái chân móc ở trong cái phần gót dài này nè, sẽ làm những mũi nửa kép cho tới cuối hàng. Nhớ nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc luôn. Tới cuối hàng này là các bạn sẽ móc lên một móc xích và cắt len. Đơn giản nha các bạn, là chúng ta sẽ tạo được một cái dây quai bên trái như thế này. Rồi bây giờ nếu mà cái dây quai bên phải thì mình sẽ làm như thế nào? Từ cái điểm này các bạn sẽ móc lên một móc xích, sau đó đâm kim vào cái chân móc này luôn. Các bạn móc cho mình một mũi nửa kép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kéo nó lại, chân móc thứ hai một mũi nửa kép, các bạn sẽ móc cho mình lần lượt những mũi nửa kép cho tới cuối hàng.
Mình đã móc đến cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 16 mũi móc xích nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Rồi chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích nữa. Đâm kim vào chân móc thứ 16, các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Mũi nửa kép này đã chứa được một cái nút như thế này nè các bạn. Nó sẽ lọt qua nha. Mũi nửa kép hoặc là mũi kép, cái hạt nút này nó sẽ vừa. Còn mũi móc đơn thì các bạn sẽ làm lỗ thôi các bạn, làm những cái lỗ trống á. Ví dụ như mũi móc đơn á thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích nè. Bỏ cái chân móc ở phía dưới này, móc vào chân móc bên cạnh một mũi móc đơn, sau đó lại lên móc xích, bỏ vào chân móc bên cạnh, móc một mũi móc đơn vào chân móc kế tiếp á, là chúng ta đã tạo được những cái lỗ. Thì các bạn sẽ tạo cỡ khoảng 3 lỗ thôi là chúng ta đã trừ hao được rồi nha. Và những cái chân móc kế tiếp thì các bạn sẽ tạo những mũi móc đơn bình thường. Rồi ở đây chúng ta sẽ móc mũi nửa kép nè, đến đầu hàng luôn. Móc đến đầu hàng rồi nè các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi nha. Trượt mũi vào cái chân móc ở cái hàng cuối cùng của cái mũi nửa kép á các bạn. Chúng ta sẽ móc vào đây một mũi trượt. Các bạn móc lên một móc xích cho mình, kéo và cắt len. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút cái đoạn này lại nè. Các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này nè vào trong mũi móc nha, và coi những cái chỗ nào có len thừa thì các bạn sẽ cắt đi, và các bạn sẽ may cái hạt nút này vào cho mình. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Mình đã giấu len xong và mình đã khâu nút vào rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ được một cái form giày gấu xinh yêu như thế này nha. Cái form giày này các bạn có thể là móc cho bé gái bình thường. Chúng ta sẽ thay cái màu hồng rất là xinh xắn, và nó tôn cái dáng chân của bé nữa các bạn. Đây nè, các bạn thấy ở phía sau này, mình làm hàng mặt phải hết, cái trông nó rất là đẹp mắt đúng không các bạn. Và toàn bộ chúng ta sẽ sử dụng là mũi nửa kép, từ cái phần thân cho tới cái phần mặt gấu, cũng như là cái phần quai cài nút. Đây, rất là hoành tráng luôn, chúng ta được một đôi như thế này. Hàng thủ công là chính xác luôn nè các bạn. Cái khóe miệng của hai cái này nó hơi khác nhau tí nè. Đúng là làm không cùng một cái thời điểm, cái nó có sự khác biệt ha. Nhưng mà mình dòm vô, nó đúng là con gấu là các bạn đã móc thành công rồi nha. Hàng thủ công mà các bạn móc ra được một cái đôi giày cho bé yêu của nhà mình như thế này thôi là đã rất là thành công rồi. Mình chúc các bạn móc được nha. Nếu mà các bạn móc thành công á, các bạn nhớ bình luận ở phía dưới này các bạn đã móc thành công rồi, để mình vui nha các bạn. Và ủng hộ mình bằng một cái lượt thích video ở dưới này nha. Và các bạn thêm cho mình một phần nữa đi, đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những cái thông báo video mới nhất của Mimi Handmade up lên là các bạn sẽ thấy được liền. Hoặc là cái bài đăng của mình trên YouTube á, thì các bạn cũng sẽ thấy được liền luôn nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip giày tiếp theo nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn, bye bye.